tự nhiên bị giật mình ta. Mình không làm, ở đây không ai làm, thì ai làm? Có bạn nào đang ngồi máy lạnh mà tự nhiên giật bắn mình như mình hồi nãy chưa? Thì đó được gọi là hiện tượng dính tĩnh điện. Cái này nhiều người nghĩ là do máy lạnh hở điện nè, nhưng mà không phải, vì điện không thể truyền qua không khí được. Nguyên nhân là do không khí thiếu độ ẩm khi bật máy lạnh khiến phòng bị khô. Nhiệt độ trong phòng máy lạnh càng thấp thì hiện tượng này nó càng rõ rệt. Ví dụ như là chạm vào chăn gối hay là vật bằng kim loại thì chúng ta sẽ có cảm giác tê tê như là bị điện giật. Ví dụ nha. Giả giờ thôi. Mặc dù không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà nó sẽ gây ra cảm giác khó chịu. Để khắc phục tình trạng này thì mọi người chỉ cần tạo độ ẩm cho căn phòng bằng máy tạo độ ẩm hoặc đặt một chậu nước là được.